xin mến chào các bạn đang xem channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Trong video này, Tammy xin chia sẻ với các bạn những món ăn dinner, những món ăn tối mà Tammy và gia đình cùng order trên tàu trong những ngày tiếp theo nha. Xin mời các bạn cùng xem video ha. Mom, can you airdrop me some of the pictures? No. Yeah, this is. Già tôi làm luôn. Đánh tuổi cho ai nhận? Những người già đây tức là làm một người trẻ bây giờ. And special today, tonight is a nice lamb stew. Lamb stew. Thôi em không ăn lem nữa đâu. Somebody drink, right? Let's walk back. No, I don't want, I'm just asking her why she's doing it. No, I'm really right.
chưa? Chưa, mẹ. Can I get two of them? Two, yeah. And then can I also get the blue? Yeah. Sữa mình chỉ làm cho chín hay hàng mấy mà bỏ gà ớt gà 5 đồng thao. Mình ăn cái cục cái cục cái nhỏ của anh. Did you enjoy the Hawaii? Yes. Whatever you like. By the way, tonight there is seafood and the pasta. Also, the. There we go, your fish started here. Okay, Jeff, buen apetito. Here, what happened out here?
Oh man, that looks terrible. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé, để sau này khi Tammy post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nha. Bye.